8 câu chuyện hài thâm sâu bút não về tư duy ngược, nâng cấp tầm nhìn và tư duy mở ra gấp bội. Kính thưa quý vị, tư duy đảo ngược là cách suy nghĩ ngược lại về những điều và quan điểm phổ biến và có vẻ như đã trở thành kết luận. Đôi khi có những việc mà chúng ta có nghĩ thế nào cũng không thông. Thế nhưng, khi đổi góc độ, phương thức, tư duy lại thường ra được vấn đề, thu hoạch được những sự bất ngờ ngoài ý muốn. Câu chuyện thứ nhất, đồng nghiệp và cô con gái 6 tuổi của cô ấy. Con gái nói, mẹ ơi, mẹ thật là rảnh rỗi, mẹ chẳng cần làm bài tập về nhà. Đồng nghiệp nói, thế để mẹ làm bài tập giúp con, rồi con kiểm tra nhé. Cô con gái vui mừng nhảy cẫng lên. Đồng nghiệp làm xong bài tập, đưa cho con gái kiểm tra. Cô con gái nghiêm túc kiểm tra, liệt kê ra những câu sai cho mẹ, rồi nghiêm túc giảng giải cho mẹ vì sao mẹ lại làm sai, làm như nào mới đúng. Nhưng cô bé không biết vì sao mẹ làm câu nào cũng sai hết. Câu chuyện thứ hai, nhà đầu tư người Mỹ Charles Munger hiện là chuyên gia tư vấn đầu tư và đối tác thân thiết ăn ý nhất của Buffett. Có người hỏi Munger, làm sao để tìm được một người bạn đời ưu tú? Munger đáp, trước tiên bạn phải trở thành một người ưu tú đã. Bởi lẽ, người bạn đời giỏi giang tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Thực tế đúng là như vậy. Bạn phải kinh doanh mình sao cho xứng với đối phương. Chim khôn còn biết chọn cành cây để làm tổ. Phương thức tư duy đào giúp chúng ta hiểu ra được rất nhiều điều, càng giúp chúng ta tìm ra được căn nguyên của vấn đề và phương pháp giải quyết triệt để nhất. Câu chuyện thứ ba, tích truyện Tư Mã Quang đập vỡ chung là một tích truyện vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện nói về một sự việc xảy ra thuở ông còn nhỏ. Khi ấy, Tư Mã Quang cùng bạn bè nô đùa chơi trò chơi trốn tìm trong vườn hoa. Mỗi người chạy một ngả để tìm chỗ trốn. Lúc đó, có một bạn nhỏ đã nhảy vào trong chum nước để trốn mà không hề biết trong chum chứa đầy nước. Cậu bé bị sặc và kêu la thất thanh. Các bé chơi cùng vô cùng hoảng sợ, lo lắng, nhưng mà không biết phải làm gì để cứu. Duy chỉ có Tư Mã Quang là bình tĩnh suy nghĩ. Cậu lấy đá đập chung nước để nước chảy hết ra, và cậu bé kia đã được cứu. Nếu có người rơi xuống nước, tư duy thông minh của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc cứu người ra khỏi nước. Nhưng Tư Mã Quang khi đối mặt với tình huống cấp bách, vận dụng tư duy ngược, cậu dứt khoát dùng hòn đá đập vỡ cái chung kia để nước ra khỏi người, cứu sống sinh mạng của cậu bé kia. Câu chuyện thứ tư, một thanh niên đứng trên sân thượng nói muốn tự tử. Rất nhiều người vây quanh quan sát sự việc. Khi cảnh sát tới hỏi nguyên nhân, cậu thanh niên nói rằng cô bạn gái yêu suốt 8 năm đã bỏ cậu chạy theo đại gia. Ngày mai thì cô ấy kết hôn rồi. Cậu cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Một cụ già đứng ở bên nói, ngủ với vợ người ta suốt 8 năm rồi mà cậu vẫn còn mặt mũi đứng ở đây đòi tự sát sao? Cậu thanh niên nghĩ một lúc, cũng đúng, cười một cái, không còn ý định tự sát, cậu đi xuống lầu. Thực ra, có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, nó gay go tới nỗi khiến chúng ta tưởng rằng không còn cách nào để cứu chữa nữa. Thế nhưng, nếu dùng tư duy đảo để nghĩ một chút, bạn sẽ nhận ra thực ra nó cũng chẳng khó khăn tới như vậy. Đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, mọi thứ có thể rõ ràng và tươi sáng hơn rất nhiều. Câu chuyện thứ năm, rất nhiều khi dùng tư duy đảo để biểu đạt cùng một câu nói là có thể cho ra hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng cảm nhận một chút sức hút ma thuật của tư duy đảo. Thông thường mà nói, một sinh viên đại học ban ngày đi học, ban đêm làm việc trong quán bar. Tư duy ngược, một cô gái làm việc trong quán bar, ban đêm làm việc phục vụ người khác, ban ngày vẫn kiên trì đi học. Câu thứ nhất, thông tin được biểu đạt có phần tiêu cực, nhưng sang câu thứ hai, ý nghĩa mà nó biểu đạt lại vô cùng lạc quan và tích cực. Câu chuyện thứ sáu, một thương nhân vay của Hassan 2.000 đô và viết cả giấy nợ. Khi gần tới ngày trả nợ, Hassan bỗng nhiên phát hiện giấy nợ bị mất.
Việc này khiến cho ông vô cùng bồn chồn. Bởi lẽ ông biết, mất giấy nợ, người vay nhất định sẽ không chịu trả nợ đúng hạn. Bạn của Hassan, sau khi mà biết chuyện, nói với ông rằng hãy viết thư gửi cho người thương nhân, nói với anh ta rằng đến thời hạn thì phải trả 2.500 đô mà anh ta đã vay. Hassan nghe xong không hiểu, ngờ hoặc nói: tôi mất giấy nợ rồi, giờ 2.000 còn không biết có đòi được không? Làm sao mà lại bảo anh ta trả 2.500 được? Bạn của Hassan nói rằng ông cứ làm theo mình, nhất định sẽ có hiệu quả. Sau khi mà thư được gửi đi, Hassan rất nhanh nhận được thư phản hồi. Người thương nhân vay tiền viết trong thư rằng: tôi vay ngài 2.000 đô, chứ không phải 2.500 đô. Tới khi đó nhất định sẽ trả ngài. Đây chính là tư duy đảo. Tư duy đảo ngược giống như một công cụ vậy. Khi được sử dụng tốt, nó sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Mình và chỉ thể hiện điểm bất lợi, khiến cho mọi loài tin rằng cáo không nguy hiểm đối với chúng, không có thái độ thù địch nên hoàn toàn có thể chung sống hòa thuận với nhau. 2. Cáo mượn oai hùng. Chỉ có cáo mới đủ bản lĩnh để mượn oai hùng. Để thích ứng với điều kiện môi trường, sinh tồn trong thế giới muôn loài, cáo không thể không ngụy trang để bảo vệ bản thân. Chỉ có như vậy, cáo mới có thể có được những gì mà mình muốn và không bị kẻ mạnh ăn thịt. 3. Hồ bằng cẩu hữu, tốt xấu như nhau. Chó được nhân loại ca ngợi vì sự thông minh và tính trung thành. Ai có thể đứng ngang hàng và thậm chí đứng trước chó đây? Dĩ nhiên chỉ có cáo. Mượn sức mạnh từ người khác không phải là chỉ nói mà không làm. Cần phải có con mắt trí tuệ để phát hiện con mồi, đồng thời vận dụng những khả năng của mình, cộng thêm cả mưu kế, mượn lực khéo léo, thì mới có thể thành công. Người tốt, người xấu vốn không có ranh giới nhất định. Môi trường sống phức tạp khiến chúng ta không thể mãi duy trì hình tượng của người tốt hoặc kẻ xấu. Do vậy, nhiều lúc chúng ta vừa phải diễn vai tốt, vừa phải diễn vai xấu, làm được cả người tốt lẫn người xấu mới có thể sinh tồn trên thế giới này. Khi đối đầu với kẻ địch, cần phải xem xét thời thế. Nếu phải cúi đầu thì cáo sẽ không ngẩng cao đầu. Nếu phải lùi, cáo sẽ không tiến. Bởi cáo hiểu rõ cái lợi và cái hại giữa tiến và lùi, giữa được và mất. Bởi vậy nên cáo luôn nắm bắt được thời cơ và thành thục trong rừng sâu. Mưu lược của chim ưng. 1. Chim ưng vốn được nhân loại xem là kẻ mạnh trên tất cả mọi kẻ mạnh, là chúa tể của bầu trời, không e dám thách thức chim ưng. 2. Chim ưng là một loài sinh vật mà dù